con tên là Trần Thu Thị, pháp danh Đức Tiên. Nay con nghe Đức Phật tiên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bằng của Địa Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cộng trọng và chân thành một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, con xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời, trọn kiếp đến tận cùng vị lai nhẫn đến nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm nghìn phương tiện giảng giác khuyến dụ, khuyến cho hết tất cả, hết thải tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài, hào lần cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng đỡ từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phùng phu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng ngưỡng mong đỡ Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh, mà do hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí hệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chấm thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chứa đủ cõi nước phương nôm nổi mai thân chứa hương chứa hoa, hoa vàng vũ mai sinh mưa báo số không lường, lành tốt trong nghiêm cảnh dị thường người trời bạch Phật nhân gì thế. Phật trời Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật qua đời đồng theo chủng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con sẽ có thiện nhân kia ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng, làm từ do chứa hạnh lành rửa bao số kiếp đổ sanh khỏi nòng. Trong tay đã sẵn gậy vòn dẫm to cửa ngục cứu toàn chúng sanh, tay cầm dao sáng tròn phiền hào quân soi khắp ba nghìn đại thiên, thiên vương trước điện chản hiền là cao nghiệp cảnh soi liền tội can. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân chứng minh công đức của nhân diêm phù, đệ bi đệ nguyện đệ thánh đệ từ bổn tông Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ bi đệ nguyện đệ thánh đệ từ bổn tông Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ bi đệ nguyện đệ thánh đệ từ bổn tông Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện mai hương màu này khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tốt pháp các Bồ Tát vô biên chúng thân tôi và cả thải thánh hiền như khởi đề xóa cho trùm đến vô biên cõi xong khác có chúng sanh đều phát bồ đề tâm xa liền những nghiệp vạn trọn nên đạo vô thượng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại đến tam giới tâu quay mọi người phương Phật lấy con Phật nguyện rộng thọ thì kinh địa tạo trên đầy bóng tấn nạn như cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều Phật Bồ Địa tâm thấy một bao thân này sanh qua khỏi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp tuy diệu rất xa vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, nếu có thể nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô U Minh Giáo Chủ hề nguyện đồ sanh địa một vị không thề bất thành Phật chúng sanh nội tạng phương chướng Bồ Đề đệ bi đệ nguyện đệ thánh đệ từ bổn tâm Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ bi đệ nguyện đệ thánh đệ từ bổn tâm Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ bi đệ nguyện đệ thánh đệ từ bổn tâm Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện nguyễn thường. Trên cung trời đó lại cảm thấy nhất Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thời nọ tại cung trời đó lại Đức Phật huyền thánh bảo mọi thiếu phước
Lúc đó bắt khả thiết Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hậu hạch đất cung rồi đằng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ở vũ trụ mọi hiện xuất đại trí thể thành pháp giải thể nghĩ toàn để điều phục chúng sanh con cường, làm cho chúng nó rõ pháp của pháp quy ra sao tiên Phật đều sau thể giải thoát thân được cứu tông. Bây giờ Đức Như Lai những từ phóng ra trong nhiều vườn mai sáu trở lớn như là vườn mai sáu trở đầy đủ, vườn mai sáu trở đại từ bi, vườn mai sáu trở đại trí huệ, vườn mai sáu trở đại bát nhã, vườn mai sáu trở đại tâm muội, vườn mai sáu trở đại kiến từ, vườn mai sáu trở đại phước đức, vườn mai sáu trở đại công đức, vườn mai sáu trở đại quy y, vườn mai sáu trở đại tam thắng vân vân. Đức Phật phát ra bất cả thiết, bất cả thiết, Đức Phật phát ra bất cả thiết, vườn mai sáu trở như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng như diệu, như là tiếng bố thí diệu, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hiện xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử thắng, tiếng đại sư tử thắng, tiếng mai xanh, tiếng mai xanh lớn. Trời rộng hộ hợp khi Đức Phật phát ra bất cả thiết, bất cả thiết, tiếng vi diệu như thế sanh thời có vô lượng các hào trời rộng quỷ thần ở trong cõi ta và còn cõi nước phương pháp cũng đồng đến hộ hợp đến không trời đó lợi như là trời tứ thiên vương, trời đa lợi, trời tu diệm ma, trời đa xúc đà, trời hóa lập, trời thoát hóa, trời tự trời trời hóa lập, trời thoát hóa tự tại, trời phẩm chúng, trời phẩm phụ, trời đại phẩm, trời tiểu quan, trời vô lượng quan, trời quan tâm, trời tiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sanh, trời phước ái, trời quả quả, trời nghiêm xuất, trời vô lượng nghiêm xuất, trời nghiêm xuất quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời tiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc tú cánh, trời mơ he tủ lá chơi đến trời phi tưởng phi phi tự xứng chấp cả chính chúng lắm chấm cùng bắp chúng quỷ thần nhờ đến hội hộp. Lại có những vị thần ở cõi ta bờ cũng gọi nước phương pháp như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông tràn, thần lúa mạch, thần chủ ngoài, thần chủ đêm, thần thứ tâm, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Có vị thần như thế đều đến hội hộp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi ta bờ của cõi nước phương có như ốc một quỷ vương, đạn thiết quỷ vương, đạn tinh khí quỷ vương, đạn thái ngọc quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm nhiếp vương, phước lợi quỷ vương, đại ái tức quỷ vương, có quỷ vương như thế đều đến hội hợp. Đức Phật có thể bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông sanh tôi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời đồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới đó, ngay để đến hội hợp tại cung trời đau lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của phân biệt tính đến ra nghìn kiếp cũng không biết số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến tay dùng Phật nhỏ xem hãy còn không, hãy còn không để xíu số thánh còn ngài nghề của ngài địa tạo đồ sáu từ thần kiếp bao xa đến ra hạt đã đổ đến đổi chứ độ hạt đã thành tựu đương thành tựu chứ thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bạch Đức Phật rằng: từ thở lao xa về trước con đã tâm thân lành chứng đạn trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tiếng nhận liền vào hồng tiểu quả thân bên trời rằng đến bụi chúng và những chúng sanh con đời sau giàu nghe lời thành thật của Như Lai nên chắc là sanh làm đi nhờ dạy chúng ta lại bấm cái những quỷ gọi hỷ bán hỷ bán. Quỷ mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hành gì là nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ví như bao nhiêu cỏ cây lùm rừng lúa mạch cây lao đá núi bụi bặm trong cõi tăng thiên đại thiên, cứ một bậc là một sân hàng rồi cứ số tốt có mỗi sân hàng một hộp tác là một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hộp bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ kiếp trong một kiếp đều đến là kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát kiến quả vị địa Bồ Tát kiến nó nhìn lần đó hơn số kiếp tỷ dụ ở trên cũng là những thở ngày Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh văn và bất chi Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi ở thần thiện nguyện của Bồ Tát đã không thể nghĩ toàn lấy được. Vì đời sau nếu có trong thiện có người thiện nữ nào nghe đến tiếp tự của Địa Tạng Bồ Tát đạt các ngợi hạt chiếm ngưỡng bái lại hạt sinh giới hiệu hạt cũng dường nhận lấy vẻ đá khác sân hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thờ, người đó sẽ được 100 lần sát lên cõi trời đó là bệnh viện sẽ còn bị sao đọa vào trong ốc đạo. Tự nhiên tự phát nguyện Ngài Văn Thù Sư Lợi trở qua bất cả thiết
tóc loại viết tiếp ra theo vị trí hiện thân của ngài Địa Tạng, một tóc là một vị tiên giả tử. Lúc đó trong đời có đức Phật hiệu là sư tử phóng tánh của tốt quận hạnh như lai tử giả tử thái. Đức Phật cũng mạo tốt đẹp nhiều chúng sanh, nhưng mới bạch hỏi đức Phật có hạnh hạnh nguyện gì mà để tốt đẹp như thế. Khi ái đức sư tử phóng tánh của tốt quận hạnh như lai bảo tưởng giả tử rằng muốn chứng được thân tử tốt đẹp này bằng cửa trở qua trang một thời gian lâu xa đổi thác tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Ngài văn thuộc sư dời tưởng giả tử nha sang liền có nguyện rằng từ nay đến một số chẳng thể kể xiết ở đời sau tới về những chúng sanh tội khổ trong xã đường mà dẫn bài nhiều phương tiện làm cho chúng đã được giải thoát thấy quả rồi tự thắp tâm mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước đức Phật sư tử phóng tánh của tốt quận hạnh như lai người đã lập nguyện rộng đó nay đến nay đã trở qua trăm nghìn muôn ức vô số bất cả thiết kiếp mà ngài vẫn làm vị Bồ Tát và Lam Môn nữ cứu mạng là thở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước. Lúc đó có đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật họ ái, đức Phật ái họ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp trong thời tự pháp trong người có nghĩa nhằm bài Lam Môn người này nhiều đời chưa bước sau dài. Mọi người đều đến địa khi đứng lớp ngầm ngầu tiến hương thường theo hộ vệ mà mẹ của người nghe tiếng bà đã phường khi ngôi tâm bảo thở ái nhạc vào thánh lĩnh đến nhiều lần tiện khi nhụ bà mẹ người hào làm cho bà mẹ người phát triển kỹ nhưng bà mẹ người không chưa tin thẳng chẳng mới ra bà ái kéo thằng hầu xoa đọa vào vô giáo địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không biết nhân quả liệu chép cửa theo nghiệp quái mà sống vào đường ốc. Thánh nữ càng bón nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đến cũng dường tại góc chùa tháp thờ đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đã vẽ hoa như đủ các tâm nhiên. Thánh nữ kim bế tượng của đức Phật là đã còn sẽ nằm tính ngưỡng tự nghĩ thầm rằng đức Phật là đáng đại giáo chủ tất cả trí hệ. Nếu đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ thân gốc tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng trả mẹ thông sinh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó thứ nữ buồn tuổi xoay lễ căn nhìn tượng Như Lai mà lòng nghĩ nghĩ mãi. Bỗng nghe trên lưng tâm có tiếng bảo rằng thánh nữ đức Phật kia có đừng có biết ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắc tay đứng lên lưng tâm mà phải rằng đức Phật là ở đức thằng nào đó mà giải bớt làm sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi không nhớ ngày đêm không biết cao để hỏi cho rõ mẹ tôi có sinh vào chỗ nào. Trên ngươi không lại có tiếng lỡ có tiếng bảo thánh nữ rằng ta là đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi như chim bãi đảo phải như khi nhớ mẹ trội thân thường tình của chúng sanh đến ta để chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói sang liền đã chỉ ra cho mình bãi đèo bị tổn thương những người đứng bên vội vàng đỡ dậy một giấc sáng. Thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng cái tư thông rằng cuối sinh đức Phật xót nhưng bảo ngay cho rõ chỗ tóc xanh của mẹ con hay con mắt của con sắp chết mất được Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng cũng hiểu sao như mama trở về ngày đồng hồ nghe thánh nghĩ những danh hiệu của ta thời ngươi sẽ biết chỗ tóc xanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xanh thánh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mãi đến thánh nữ ngẫu nghe thánh niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trở suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến một tờ biển kia đứng trong biển đó sâu sùng sục có rất nhiều thú dữ không thể còn bè sát tới nhảy trên mặt biển chạy rõ với ngài xuống đuổi biên kia có những trơn cùng giá số nhiều đến nghìn muốn thật nhiều thật nổi ở trong biển này biển có thú dữ nhìn nhau ăn thịt lạ thái quỷ dọa xóa hình cùng đều lợi dụng hạt nhiều ta nhiều hạt nhiều căn nhiều đào đông quanh đây năm dễ ra ngoài biển bé nhọn dường gương lùa những người tạo gần thú dữ rồi quỷ lệ trực bác người nổi tính quá đào chăn người nổi hình tròn muốn thứ chẳng dám nhìn lao khi lại cũng tự nhận nhờ như xuất miệng thật nên tự nhiên tâm sinh sợ có một tự quỷ vương tên là Vô Độc để Vô Độc liên tiếp hỏi thánh nữ rằng hai hai bộ lá ngày có dư sự gì để chỗ này. Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chỗ nào. Quỷ vương Vô Độc đáp rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Phi. Thánh nữ hỏi rằng có nghe trong núi Thiết Phi có địa ngục biển ấy có thể biết thế chăng. Cô đọc rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ
nữ hỏi rằng: nay ba lần sao để được lấy đống miệng một đó có đọc gặp rằng ấy không thể nhờ sức hối thần càng vỡ nho nghiệp lực hồi ra điều này ba ấy không bao giờ có thể đánh giá được. Thái nữ lại hỏi: nhưng tại vì sao mà nước trong nghĩa này xuất sùng sống nước tế bào đó? Những người tội cùng với đó thú dĩa vô đập đất là những người tội trong nghĩa này là những kẻ tạo ấm đã khỏi với mùa hè mới khác. Trong vòng 49 ngày, có người kẻ tự để làm có đất hào cũng có khổ nặng cao là lúc sống kẻ đó lại không lồn được nhanh lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cũng lái báo mùa ở địa ngục. Tự nhiên họ vừa ác nhất qua cái biển này, cách biển này 10 muôn nhân cùng về phía trong lịch có một cái biển nữa sự thống của trong biển đó gấp bội trong biển này. Phía trong của biển đó lịch có một cái biển nữa sự thống của trong đó còn trội hơn. Đó đều là do những nghiệp khác xấu xa của quan nghiệp mà cũng lời ra đồng gọi là biển nghiệp chính là bắt tại biển này bài. Thái nữ lợi hỏi quỷ vương vô đập ràng, địa ngục ở đây vô đập đất ràng trong bắt tới biển đó đều là địa ngục nhiều lấy số trăm nghìn mỗi ngục đều khác nhau. Vì địa ngục đáng thời có bị tốn giỏ, bực dỗ, bực kế đó có năm trăm chỗ đủ cho người sự khổ sở, bực kế nữa có đến nghìn trang cũng không nhường sự thấm khổ. Thánh nữ lợi hỏi đại quỷ vương rằng: thân mạo của tôi mới có gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chỗ nào? Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: thân mạo của bồ tát khi còn sống với người những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: thân mạo của tôi đi kiểm tòa đạo thân chê nơi tôn bảo phải có lớp tụ thời tiếng chánh pháp sang đời chánh tính vào pháp pháp bao la mời biết rõ đời lập thành đau có đọc đất rằng: thân mạo của bồ tát tây nội là gì? Thánh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mạo tôi thì của tôi đều là dòng dõi bà la môn, thân phụ tôi là thiên la thiện kiến, thân mạo tôi là hiệu là diệt để lại cô đã chấp các thứ thánh nữ là xin thánh nữ hãy về bé đến làm thứ nhỏ mà người cầu quá lắm nữa tội nữ diệt để lợi được sanh lên. Được sanh lên của trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhà con gái của người ta lành thiếu thuộc vì mẹ mãi sắm sửa lễ vật tu tạo phú lành cũng dường chùa phát thờ đức dốc qua định tự tại tu như lan chẳng cửa chỉ riêng thân mạo của một các đèn thoát khỏi địa ngục hoàng ngày đó những tội nhân vô giáo cũng đều được nguyên vẻ đoàn đèn thoát sanh tỏa lớn sang quỷ vương đất quan trò thánh nữ mà tao lui. Bây giờ thánh nữ điều chiếm đó chợt tỉnh trời thức tỉnh rõ biết việc đó rồi bèn đối trước pháp tượng của đất giáo hoa định tự tại phương như lai mà phát thề nguyện trọng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến đời tỷ la những chúng sanh nát vỡ tội lỗi thì tôi gặp ra nhiều muôn kiếp làm trái chẳng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài trong hồ sơ lại rằng: quỷ vương vua đập trước đó ngay chính là âm thờ thủ bồ tát thầy đã nghĩ rằng nó mưu đó ngay là địa tạo bồ tát. Đây là địa tạng vừa tác bài kinh địa tạng vừa tác bổn nghĩa thân thân tập hậu phẩm tứ thế hóa thân cùng nguyện phục trong đó thân thân địa tạng vừa tác hãy ở tóc như có địa ngục trong nghiệp muốn bất bất cả tư bất cần nghiệp bất cả niệm bất cả tứ thế niệm vô số nghe cho đều đến hồ hợp tại ông trần nói lời trong ngày thành lực của như thế thân thân đó nghiệp có những chánh đã được giải thoát ra khỏi chúng nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đang lấy số nghiệp muốn có lên nhau tha tầng cành hương hoa đến cũng nhiều phật những chúng cùng đến với phương pháp đó thải đều nhờ địa tạng bồ tát giáo hóa lần cho trụ nơi đạo vô thượng chánh vô thượng chánh chánh đạn chánh giáo cận không còn thở diễn những nhóm đó từ kiếp lâu xa đến nay trong phòng sanh tử phải không sao người chịu những điều khổ sở không có lúc nào tụng ngừng dứt nhà làm từ bi lớn và thiện nguyện sao dài của ngài địa tạng bồ tát ấy nên tất cả đều chứng được đạo quả được chúng đó đến cung trời nói lời làm họ vui mừng hớn hở nhát chiêm ngưỡng đất như ra bắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai đã quỷ pháp đã nhờ là thế thâu giơ tay xét còn xoa đảnh của hóa thang địa tạng đại bồ tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thế vô lượng vô số thế gian mà nghĩ rằng ta ở trong đời ấp hữu trượt giáo hóa những chúng sanh con cười như thế làm cho lòng chúng nó điều phục ở tà bề chánh nhưng trong mười phần vẫn một theo phần chúng sanh quê theo tánh ác muốn độ chúng đó ta cũng thân trong nghìn ức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó
Hạt có người gieo tánh sáng như là hạt gieo phúc của ta, thời hiện tính nhận hạt có người sở ai thần thiên bảo mới thành tựu được hiệu quả. Hạt loài kẻ vì tội nghiệp quá nhẹ nghe chẳng nên làm tính tính ngưỡng mộ ta không ra nhiều thân nội thất hiểm hận chúng sanh mỗi mẫu xe có khi cái hạt hiện ra thân cho hạt hiện ra thân ra cái hạt hiện ra thân trời trồng hạt hiện ra thân quỷ thần hạt hiện ra rừng núi sông ngòi ao đập suối làm lợi ích cho mọi người để đầu độ họ được giải thoát hệ nghiệp các thân như vậy hệ nghiệp các thân đầu cũng phương hệ nghiệp các thân của chuyển luân hệ nghiệp các thân của phương hệ nghiệp các thân cơ sở hệ nghiệp các thân thể phụ hệ nghiệp các thân có hồn quan thuộc hệ nghiệp các thân tỷ khe nên yêu và tác yêu và nhiên nhận lấy hiện ra những thân thanh vang la hóng đức y phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh chớ chẻo khởi chỉ có thân phật hiện ra trước chúng thâu đau địa tạo âm sinh ra đã trở qua bao số kiếp nhập nhàn độ thấp những chúng sanh quan cường ngày tổ cổ mở cơ hội như thế mời ra những kẻ chưa được phục được thờ khởi thơ nghiệp thọ báo nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu được sự thống khổ thời ông ấy nghĩ nhớ con ở trong ở cung trời đâu là thân thành khó thức hay mà gắn được chúng sanh còn cho chúng sanh tranh khỏi tan bòa này đến lúc mất đi lạc ra đời đều đạn giữa thoát khỏi hạn thoát điều khổ gặp phật định tích phật thọ tí bây giờ những khóa thân điện động bồ tát ở có thế giới hiện chung là một hình số liệu hư cổ mà bạch hùng đắc phật rằng từ số kiếp ra sao đến nay con nhờ đức thế tôn tiết độ giác điều làm cho con được thành lực chẳng thể nghĩ vào đầy đủ trí hệ rộng lớn con thân hiện thân hình cho ở cùng các trong nhiều môn bất thành sa tế giới thân một thế giới hóa nghiệm thân nghiệm môn bất thân một thân hóa độ thân nghiệm môn bất người làm cho quy tưởng đâu tâm đạo khỏi hạ phạm sanh tử tưởng vui nhất bờ những chúng sanh nào ở nơi phật quốc chỉ lòng việc làm đời một sự lăn một giọt nước một hộp cốc một bụi nhỏ là chỉ đời chừng một mãi lăn khác có nhờ nội pháp lần lần làm cho chúng nó được lợi ích lớn quý mong đức như lai chế vì những chúng sanh có hiện thân đời sau mà sanh lòng ra rắn quý mong đức như lai cho vì những chúng sanh có hiện thân đời sau mà sanh lòng ra rắn ngày địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật ba lần như thế đức thái đức phật theo ngày địa tạng bồ tát rằng ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ thời kiếp lao xa đến nay thường có nguyện rộng lớn muốn độ tất cả chúng sanh sanh vào thời âm liền chứng quả bồ đề con chúng sanh nghiệp yêu thẳng đi qua phật bản cứ hỏi lúc đó đức phật bảo là bà ma gia công nha chắc tay không chẳng mò hỏi ngài địa tạng bồ tát thánh giả chúng sanh trong mọi như phù điều đạo nghiệp xưa có cũng thọ quả báo ra thế nào ngài địa tạng bồ tát đã truyền trong nghiệp muốn nhưng thế giới cho đến có chỗ khác đến thời có địa ngục nên thời không có địa ngục khác đến thời có hồng lưỡi nhân nên thời không có hồng lưỡi nhân khác nên có phật có nhân không có phật có những nơi bậc thanh văn và bất kỳ phật thanh văn cũng sơ có như thế nhớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sơ có thơ đau mà mới giác mưu nhân là bà cùng bùa đáp rằng tôi muốn nghe tội báo trong cõi như phù đề kia cũng nghe pháp hào và địa tộc bùa đáp rằng bảo trong năm ngày lắm đi mà con có sẽ được nói chuyện con sẽ được nói chuyện đó thánh bảo tận rằng xin thánh giả nói cho một pháp được thuộc bây giờ ngài địa tạng bồ tát thánh bảo rằng danh hiệu của những tội báo trong cõi năm như phù điện như dưới đây nhưng coi chúng sanh sẽ hiểu pháp của cha mẹ cái để biết thề cha mẹ kẻ đó cơ đạo và muốn giáo địa ngục ở đến những nơi không biết không lúc nào mong ra khỏi được khi có chúng sanh nào có như là một óc lần thân phật bị thương chảy máu khi nghe ngôn trong đoạn giảng kinh trên diễn cũng thử đọa vào cái nhóm địa ngục trong nhiều nơi với chữ không lúc nào mong ra khỏi được hãy có chúng sanh thân động của thượng trụ ô phụng trên nơi hạ tướng hạ sử tình mà sử dụng là không giấy được tiền chỉ cả thở không thân những chúng sanh đó vừa đọa vào vô giáo địa ngục trong nhiều môn ước kiến không lúc nào mong ra khỏi được như cả chúng sanh giả lần thời sát ma thật tùy thật tâm chẳng cửa sao không lợi dụng cửa thượng trụ chớ phòng biến đủ động động học và tê tạo nhiều điều tạo ớt họ người như thế cửa đã có vô giáo điện ngục trong người muốn có kiếp không lúc nào mong ra quả được hạt có chúng sanh trộn các những tờ vật lúa gạo đồ ăn uống yên phòng có vác của thượng trụ chớ lấy quý cao mà lái một vật để đã cửa đã có vô giáo điện ngục trong người muốn có kiếp không lúc nào mong ra quả được ngài địa tạng bồ tát thưa rằng thánh mẫu nếu có chúng sanh nào phụng những tội nhân đây đó thời cửa
đọa vào địa ngục ngũ vô giới, cào tội ngừng sự đáp của tiền quán một niệm cũng không được, và mới giáo phu nhân lại bạch ủng địa tạng bồ tát thế nào là vô giới địa ngục. Và địa tạng bồ tát đưa ra hành thánh báo, bao nhiêu địa ngục ở trong núi thiên bi đã có 18 chỗ, thế thứ kế đó đang các chỗ danh hiệu đều khi anh khác nhau, thứ kế lại có nghìn trăm danh hiệu cũng đều khi khác nhau, đã từ địa ngục vô giới đưa ra ngục thành thân ống muôn dạng thành đó thường là sẽ cao đến một muôn dạng giữa trái trên thành không có chỗ nào để tấm cao ngục thành đó có tóc nhà ngục nhau tiếp nhau đều có cái kiểu số có kia có một sở ngục cái là ô gió ngục nhà trao phi một muôn có nghìn dạng từ ngục cao một nghìn dạng sắc tỏ lưỡi cái lực thở sắc trên sắc dưới trên tiền ngục rắn sắc chó sắc cung lửa đuổi nhau chạy bên này sau bên kia rắn ngục tỏ giường rộng các muôn dạng một người thở thổi thời tự thấy thân mình làm đầy chặt có nhiều nếu nhìn muôn người thở thổi cũng đều tự thấy thân của mình làm cả quả trái giường đó là do tiền những tội nghiệp đã tạo ra nó cũng vào như thế. Và những người thở chịu đủ sự khổ sở trong nghìn quỷ dở sai cùng với người có quỷ ra lên bé nhận dường như cặp mát chói xóm như chết nhóm bám tay cứng như đồng mắt rụt bàn kẹp là có quỷ dở sai khóc cầm chĩa lớn bàn xét con tàu mình người tàu thạch đánh trúng bụng mũi thạch tâm trúng bụng lưng sầu dầu lên trên thâm lá dĩa hướng cứng rắn để lại cái giường lại có giữa có bàn sắt bổ mắt người tội lại có cán sắt cán bàn người tội nơi dán đốt mắt tâm thân thể đều lái đến nhìn là nắm xuống dưới giường kéo lưỡi ra rồi tài người trên đó đó kéo người tội nước đồng lỗ vào miệng nhé sắt lắm đỏ uống lá thân người tội một ngày một đêm như là người chết như là sống lại do tiền nghiệp do từ tội nghiệp mà cũng lá như thế trở qua ức chế không lúc nào thoát khỏi được đất thế giới này cứ hội thời sanh nghèo qua địa ngục ở dưới thế có đất thế giới có đã hết hội thời lại sanh vào cõi khóc nữa lúc cõi khóc đó cứ hội thời cũng xây vào sanh vào cõi khóc lấy đất thế giới này thành sanh thời sanh trở về thế giới này những sự tội báo trong địa ngục vô giáo biết thế đó là địa ngục đó do có nam điều nghiệp cũng nên gọi là vô giới nam điều đó là những gì màu tội nhân tâm đó chịu khổ ngày đã đem cho đến trời ông qua số kiếp không lúc nào nữa đó nên gọi là vô giới hai một người tội không đầy chặt quả ngục nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chặt quả ngục nên gọi là vô giới ba những thứ cụ để hành hình tội nhân dễ ba dài nhiều cao lắm xối chó tối giả tối sai kia đục do máu chảy nhiều sâu lưỡi xác như xác ngựa xác ngựa xác do sóng liền vào nước xác nám khí thân đối thời an hoàng xác nám hấp thở uống nước xác sau từ năm trọng tiếp đến vô số tiếp những sự khổ sở nấu nhau luôn không một giai người đó khi gọi là vô giới không luận là trơ hay giữa liền có mọi rợ là trẻ sau hàng hoặc là thần là trời hoặc là thần là quỷ dễ gây tội ấp theo đó mà cũng lấy tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô giới kéo người nào bị đọa vào địa ngục đó từ mới nào ra lấy trong nhìn ký mỗi một ngày đến những lần cái như lần sáng lệ ấn vào tội mình tìm một mỏi niệm cũng không đẹp trừ khi tội nghiệp tiêu thấy thái dạng thợ xanh ra vì lễ nguyên viên mãi nên gọi là vô giới ngày địa tạo mùa tóc như không bảo tàng nói sơ lược về địa ngục vô giới như thế nếu nói rộng ra thời tây của những ký cụ để thành tội cùng những sự thắng khổ trong địa ngục đó giàu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được mà nói do phu nhân nghe ngày địa tạng mùa tóc lấy sóng cung xếp la rào bà chắc ta đỉnh lễ mùa tóc mở lưu ra nghiệp cũng của chúng sanh thậm chí tên mùa tóc con chỉ lúc đó ngày địa tạng mùa tóc bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn con nơi sức hơi thần của đức như la bên kia không hình lại ở pháp trăm nghìn niên ức thế giới ví như lời quá tôi lợi tâm lưới theo dòng nước chảy thọt hạt được cho rồi lại nát vào lưới thì thấy như cho khởi lo nghĩ đến những chúng sanh đó
Đời trước ông chó đã lập nguyện trị ở quê nhiều kiếp khác thì rộng lấy đủ hết. Quả chúng hồi chúng sanh bị tội khổ thì ta còn lo gì để tự giải cứu bệnh mỏi khi đến Phật dạy. Là như thế sao ta cũng còn có một vị đạo vừa đó. Hiệu là định tự tại xưa cho bệnh mình đất Phật tràn và tự sẽ tu từ nhiều kiếp đến nay ngày để tạo Bồ Tát đã có thể nguyện gì. Mà nay được Đức Thế Tôn ăn tàn ngữ hay như thế cuối năm Đức Thế Tôn được nói cho bây giờ Đức Thế Tôn mỗi ngày định tự tại xưa Bồ Tát lắng nghe. Lắng nghe sợ kéo xin xét đó ta sẽ vì ăn mà giả đài trở tròn ông vua được lên đặng vô lượng vô số nơi do tha tất cả thiên kiến về thở trước lúc đó có đức Phật ra đời hiệu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai ứng cúng biến tri minh hạnh tất hiện thị thế nhân giải vô thượng sĩ hiệu được trưởng phu thiên nhân sinh Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 60 kiếp khi người này chưa xuất gia thì người là vua một nước nhỏ kia cái bận cùng với vua nước lân cận thưa ông vua đồng thực hành 10 hạnh lành lùng lợi ích cho nhân dân nhân dân trong nước lân cận nhau thành nhiều tạo những việc ốc ra vua cùng nhau còn tính tiền những chi trước để nhiều dễ khen cho ấy một ông có nguyện tôi nguyện sớm thành Phật sẽ đuổi dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa bọn ông có nguyện như tôi sẽ trước đuổi những kẻ tội khổ làm cho đều là ông vui chứng quả vô nguyện cùng tôi nguyện với chuyện thành Phật. Đức Phật bảo ngài định tự tại phương tràng ông vua có nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất trước tiến thành tựu Như Lai còn ông vua có nguyện đuổi chứa hết những chúng sanh tội của thời chưa nguyện thành Phật đó chính là ngài địa tạng Bồ Tát cái bài qua một của mẹ là vô lượng vô số kiếp về hải kiếp đó Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mật Như Lai. Đức Phật đó thọ mấy mươi kiếp trong thời mật phốt đó một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh nhân vì cùng tự giáo hóa mọi người La Hán gặp một người nữ tên là Vô Mật hàng ngày sáng sửa đồ ăn cũng nhường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nào đến những gì Vô Mật như trời thân tài thân bảo tôi không tôi là việc cứu thiện để như ngày đó mà cứu có thân bảo tôi chuyển rõ thân bảo tôi thoát sinh vào đường nào La Hán ngay thấy cũng thương đồng định vô số thời thái bà này của Vô Mật đọa vào cấu niệm một cách đối xả có hỏi quả Vô Mật thân bảo như lúc sinh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay vừa đã vào cấu niệm một cách cổ sở như thế. Vô Mật tức là ngày thời sống thân bảo tôi chỉ ưa thích những ưa ăn thịt nội có trận còn nhiều là hai tháng có con và trận con cả chia cả nháo thơ hồ mà ăn chán thỏa mãn nếu tính thấy số có trận của người đã ăn thời đấy hơi nhiều muôn xin công giả thương xót chỉ dặn phải làm cách nào để cứu vãn thân thảo đơn. La Hán sau khi mình dạy phương trước ngày kia vô một ngàn ngay thời đại đó mình hành trí thành và diện tích thanh tịnh như hơn một Như Lai và vẽ các hình tượng Đức Phật thời vẽ còn cùng người mất rồi được phước lợi vô một cái sang nhìn xuống tiền của họa tượng Phật nào thời cũng ngày lễ làm cung kính thấp hơn khi những lễ lễ tượng Phật đến đó ngày thứ hai thái thân của Đức Phật xét phòng sáng chói hậu Đức Phật đã thấy sáng mà đã có một ngàn chẳng có thân bảo ngươi sẽ nắm sang cầu nhà của ngươi khi vừa biết đói lãnh thời hiện biết nói sau đó ngươi phải gái căn nhà sinh một đứa con trai chưa đời mới ngày đã biết nói trẻ đó cùng các mà nó tới có một ngàn việc như nhau còn sinh tử sở tự lãnh lái quả báo lúc tôi là mẹ của người nay lại giống tối tam từ khi biển bị người ta sợ đỡ bằng đại địa ngục nhờ phước lực của người nay nay được họ sinh lòng để họ tiện lợi cho số mọi người ngủ nhau 13 tuổi nay sẽ bị dọa và hồ đại địa ngục nữa người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở. Có đứa trẻ nói có một cái chết là mẹ của mình nhau nghẹn ngào khóc lóc mà nó ứ đứa trẻ nào đã là mẹ của tôi thường cỡ biết tội của mình đã cái tạo thành nghiệp gì mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đã trẻ do hai nghiệp nhiếp lợi sinh vật và chia ra mén nhiếp
mà bị tội báo mà thọ báo khổ nên không nên bé không nhờ phước đức của người cứu nạn tới thời đến nơi nguyện đó vẫn còn chưa được thoát khỏi quân mục hỏi chàng những việc tội báo cho địa ngục cho làm sao đứa mẹ nó chàng những việc tội khổ nói cho tầm bát hãn dạo 400 nghìn năm cũng không phục hết được quân mục nghe sai thoát pháp sơ lệ mà bách cùng địa phương không chàng nguyện cho thân tổ thoát khỏi hạn nguyện một ai không còn có trọng tội cũng không còn đọa vào ác trạng nữa. Xin kính Đức Phật cho người chưa thân xót kính minh cho con nguyện vọng đó phát nguyện rộng lớn này. Như thân bảo tôi khỏi hẳn chúng tâm đầu và họ hòa thiện cùng thân giới cùng một kiếp không còn thở hiện quả báo sáu đó nữa. Tôi đấu trước ở tượng của đất quốc tỉnh như hai một như la và khóc là nguyện rằng từ ngày mai nhận lấy về sau đến tranh nhìn như ở kiếp trong những thế giới nào mà có phòng chúng sanh bị tội của nơi địa ngục cùng nó ác đạo có nguyện cứu với chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo địa ngục xuất sinh và ngạ quỷ vân vân. Những kẻ mắc khởi tội báo như thế thành Phật đã rồi, tại sao tôi mới thành bậc chánh giác có một pháp nguyện đó sao? Liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh như hoa mục như lai rằng: Này Quan Mục, nhờ ngươi rất có lòng tự mãn, vì mẹ mà khóc ra lời thiện nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Tao quan sát thấy mẹ của nhờ ngươi lúc khoảng 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ thoát sanh được nhiều phận chỉ sống lao. Trăm tuổi sau đó khỏi sanh về khỏi nước vô ương sống lao đối số không thể tính kể sau. Sau tốt sẽ thành Phật độ nhiều phận người trời số thân như số cấp sông hành. Các Phật bảo ngài định tự tại phước bồ tát rằng vị la hán trước lần đủ quan mục ở đó đây chính là vô sản ý bồ tát thân bảo của ngài quan mục là ngài địa tạng bồ tát còn quan mục thần là ngài địa tạng bồ tát như vậy trong nhiều kiếp lao xa thì trước ngài đã làm tự bản pháp ra hàng mà xa số lời thì hiện đủ các chúng sanh như thế trong đời sau như có chúng sanh không làm lành mà lần có những lấy kẻ chẳng biết lục nhân quả kẻ thời gian và người kẻ những kẻ pháp thảo kẻ tự bốn để thừa những chúng sanh đó tội nghiệp như thế chết phở bị đọa vào ốc đảo cũng là vượt hoàn thiện cái cách như bảo quan đến tới ngày địa phận bồ tát từng tất cả hãy mang ra những chúng sanh đó liền giải thoát khỏi báo của nơi ba ốc đảo. Nếu người nào có thể quý kính và trí ngưỡng đảnh lễ người khen cùng dân chúng những y phục đồ hay bạc ấy bất cứ trong đảo tâm tâm thời người đó trăm trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui khá nhiều. Đặt lúc xuống trời giấy xanh xuống chỗ nhân gian vẫn còn thường lòng vị đế vương trăm trăm nghìn kiếp lại kiếp lại ảnh ấy được tội nhân quả trong quá đời trước của mình là định tự tại thương ngày địa tạng bồ tát có sức với thần rất lớn không thể nghĩ bằng nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế có tâm những bậc bồ tát với khi nhớ tin ngài hào tiên truyền lưu bố rộng ra ngày địa tạng ngày định tự tại thương bạch đức phật rằng: Bạch đức Thế Tôn, xin Phật cha la hiền muôn ức đại bồ tát chúng tôi đều có thể nguyên khoái thành của Phật mà chưa lưu sẵn tinh này nên có thể nguyên phù nguyện để cho lệnh chúng sanh ngài định tự tại phương bồ tát bạch với đức Phật sanh mình cung kính bình quân tính các tay lễ Phật dù là đứng ra tới thiên phương hỏi Phật bây giờ đón âm thiên phương làm người chỗ ngồi đến nhà cung kính các tay mà bạch cùng đức Phật rằng bạch đức Thế Tôn này địa tạng bồ tát vừa kim lan xoa nhãn như lại đã phát nguyện rộng lớn như thế tại sao ngày nay mà cũng đủ thế ấy ngài lại còn khóc cửa phóng lời nguyện rộng lớn nữa ôn năm đức Thế Tôn dạy cho chúng tôi rõ đức Phật tỏ vấn vị thiên phương rằng:
hay nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh ta vì có tâm cùng chúng thiên nhân ở hiện tại Phật thì đó mà nói những sự chân thiện của ngài để tặng một đáp án trong đường sinh tử nơi đi của đệ ở các bạn thế giới này vì lòng từ mẫn thiếu sót mà cứu vớt khổ thoát các bạn chúng sanh nhất ở tận cổ bảo quan thiên nhân bạch trèo văn bạch đất giới tâm chúng con xin đến được nghe phương tiện giáo hóa đức Phật để họ bảo quan thiên nhân rèo từ tiếp lao xa nhãn đến ngày nay ngày để tặng một đáp khổ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mở nguyện nhờ thiếu sót chúng sanh đáng tội khổ đời ngày để ở con sót vô lượng ý về sao tội của chúng ta nên lại không biết vì lẽ đó nên ngài có cho mình trọng nghiệp để toàn bộ pháp ở trong cõi thiên phù đề nơi thế giới ta mà dùng cho nhiều muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sanh ngài bấm âm thiên vương ngài địa tạng bồ tát nếu gặp trẻ sắp tự ảnh lời sân tập thường ngày để tỏ quả báo vì uống lị đời trước mở cửa bị chết yếu nếu gặp trẻ trộm cắp thường ngày để tỏ quả báo nghèo khổ nghèo khốn khổ sở nếu gặp trẻ tài tinh thường ngày để tỏ quả báo làm chim sâu sẻ ruột cao yêu thương nếu gặp trẻ nói lời thô ấm thường ngày để tỏ quả báo quyến thuộc từng giống nhau nếu gặp trẻ hai sinh che thần người đã qua báo không lưỡi miệng lại nếu gặp trẻ nắm giận thần người đã qua báo không nhìn thấy sĩ cần gặp nếu gặp trẻ phóng sẽ thần người đã qua báo và muốn không được tội nghiệp nếu gặp trẻ muốn luôn sáng bé thần người đã qua báo tinh hải tiếng cùng mắt mọc nếu gặp trẻ trớ nhật cha mẹ thần người đã qua báo quả báo thời đất cứu lộn với gặp trẻ đấu cứu người cái cỏ thời đã qua báo cùng mấy cái chế nó bệnh cho nhẹ mày nhé phải đã bắn thì người đã quả báo xanh trở lại hiện người bị trói quẩn để gặp trẻ dùng lớn bắt chim lên thì người đã quả báo tốt gặp cái người đã gặp trẻ thì không có bệnh người đã quả báo nuôi ít thanh ngành nếu gặp trẻ không nghe giáo học thì người đã quả báo ở mãi trong ấp đạo nếu gặp trẻ lộn khóa của thiện độ thì đã quả báo bất tiết lưu hồi nên điện độ nếu gặp trẻ ô nhục người hẳn thân tình và vô đáng có người thì đã quả báo ở mãi trong người sắp sắp để tất cả người nữa sau khi người đã chém chẹt giết để sinh vật thì đã quả báo lưu hồi thường mọi quả nhá để gặp trẻ quá giới khổng tên thì đã quả báo thành thú đối pháp nếu gặp trẻ phu sĩ khóa khẩu của cả một các cái lĩnh vực thì đã quả báo tiêu dùng nếu một cái là trẻ cao pha với mọi tấm đó thì đã quả báo hèn hỏa bị người xưa giữ đã gặp trẻ đâm chặt ghế gỗ thời này đã quả báo trong lưỡi khi cha người xưa là kẻ mà chúng tôi cũng thời này để họ quả báo họ sắp vào chỗ khổ lấy những chúng ta trong cõi như phù điền từ nơi thân khẩu ý tạo ốc kết quả trăm nghìn mua sự báo ứng như thế hay chỉ nói sơ lược đã thôi những kiểu cổn sơ phóng của chúng sanh trong chúng như phù điền như thế địa tạng bồ tát cùng trăm nghìn phương tiện để giáo hóa đáo những chúng sanh ấy trước khởi diệu nói có quả tánh như thế sao lệ đọa địa ngục trở ông nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi về thế này bất an là làm khổ về nhiều cùng bão trả ở khỏi nước giới để những việc cứu nạn đang làm như thế này chúng sanh bóng lăng thiên thai ra sát quay lệ không thể ra quay lệ Phật mà lui ra kinh địa tạng nhiều các bổng nguyện nguyễn thượng thấy bổng nguyện địa tạng đang lợi thiên công thần thông hiển hóa độ quần mong đời ngũ trượt đó thân chúng sanh con cường không vui khổ vô cùng nam mô thường trụ Phật phương Phật nam mô thường trụ Phật phương Phật nam mô thường trụ Phật phương Phật nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma ha tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma ha tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma ha tát ha 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 闻声摩地娑哈。